Sáng ngày 24 tháng 8, Chùa Từ Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần địa ốc Phú Long tổ chức đại lễ du lan báo hiếu nhằm dân pháp y cúng dường chư Tôn Đức sau buổi an cư kiết hạ tại cơ sở từ thiện Từ Nguyên, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Phó Diện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Ý, chứng minh ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam quận 3, và thượng thích minh chánh chứng minh tông phong tổ đình giảng đức thượng tòa thích phước triều ủy viên hội đồng trị sự trợ lý tổng thư ký do hội phật giáo việt nam thượng tòa thích minh phú ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban kinh tế tài chính trung ương chủ tịch hội từ thiện chùa tường nguyên trưởng ban tổ chức thượng tòa thích thiện từ trưởng ban trị sự do hội phật giáo việt nam huyện nhà bè về phía công ty phú long có ông phùng chu cường thường trực hội đồng quản trị ông nguyễn vũ anh tú tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc phú long ông Vũ Hoài Nam, phó tổng giám đốc, cùng với sự tham dự của quý chư tăng ni, các tự viện trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan thành phố Hồ Chí Minh, tập thể công ty cổ phần địa ốc Phú Long và đồng đạo Phật tử. Mở đầu buổi lễ, sau lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh đồng quan lâm lễ đài, đại đức thích minh phú trụ trì chùa tường nguyên đã chia sẻ về ý nghĩa nguồn gốc và thông điệp của đại lễ Biêu lan thông qua buổi lễ du lan để tri ân công đức sinh thành dưỡng dục khuyến tấn đến các Phật tử thực tập hành hiếu, đặc biệt là với những ai may mắn còn cha mẹ trong đời. Nhân đây truyền đi thông điệp tri ân báo ân công đức sinh thành, nghi thức dân hoa cúng dường, cài hoa hồng, ngoài niệm ân đức sinh thành của cha và mẹ, được các nghệ sĩ là Phật tử chùa Tường Nguyên đã dâng lời ca tiếng hát là những bông hoa tươi thắm cúng dường trên mười phương tam bảo và hiện tiền tri tôn đức tăng ni. Ban đạo từ tại buổi lễ Hòa thượng Thích Tâm Đức nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ vưu Lan đến toàn thể hội chúng, truyền thống tứ trọng ơn của người con Phật. Hòa thượng nhắn nhủ, lễ Vu Lan là dịp để chúng ta trở về với cội nguồn, thể hiện lòng tri ân và báo ơn lên ba ngôi tam bảo, thực hành hạnh nguyện báo hiếu đến cha mẹ, ông bà, hồi hướng công đức đến cửa huyền thất tổ. Tại đây, đại diện công ty Phú Long dân lời tác bạch, độ y ca sa cúng dường lên tiêu tôn đức chứng minh. Nhân dịp này, đại đức thích minh phú đã thiết lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cũng như cầu an cho quý phật tử được nhiều sức khỏe thân tâm thường an lạc luôn là những vị hộ pháp để góp phần duy trì mạng mạch phật giáo